Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Chuyện lạ nhưng có thật, các triệu phú và chính trị gia khuyên người trẻ: muốn thành công, kiếm nhiều tiền thì hãy thử làm nghề thợ sửa ống nước. Trong một báo cáo về 100 công việc tốt nhất, nghề sửa ống nước được xếp hạng trên cả nghề phân tích thị trường, bác sĩ thú y và quản lý bán hàng. Chi phí học đại học ngày nay càng cao là một phần nguyên nhân khiến cho người trẻ lấn cấn khi quyết định có theo học đại học hay không. Mặc dù các nghiên cứu vẫn khẳng định việc có được bằng đại học sẽ hạn chế nguy cơ thất nghiệp cũng như có thu nhập tốt hơn như những doanh nhân nổi tiếng như Kevin O'Leary, Michael Bloomberg cho rằng, có một con đường khác cũng khả quan không kém mà lại không tốn kém nhiều như đại học, đó là học nghề. Ông trùm kinh doanh Kevin O'Leary chia sẻ với CNBC rằng, tôi không khuyên mọi người ai cũng nên học đại học. Thay vào đó, hãy trở thành một anh thợ sửa ống nước. Đây là một công việc hái ra tiền vì gia đình nào cũng cần dịch vụ như vậy, ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Hãy thử làm một người thợ sửa ống nước, nhà nào cũng có đường điện, đường nước, hai nhu cầu cơ bản là không thể thiếu. Nếu bạn không học ở một ngôi trường cực kỳ danh tiếng và có bằng tốt nghiệp xuất sắc hay có khả năng học thuật cao, thì làm một người thợ sửa ống nước cùng với một chút khả năng giao tiếp hoàn toàn có thể giúp bạn trở nên giàu có. Ngay cả nhiều chính trị gia nổi tiếng như Donald Trump cũng ủng hộ ý tưởng học trường đào tạo nghề. Phải biết rằng, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, mức lương trung bình cho thợ sửa ống nước, ống dẫn và máy sông hơi ở Mỹ là 25,92 đô la Mỹ mỗi giờ, tương đương là hơn 500.000 đồng, và 53.910 đô la Mỹ mỗi năm trong 2018. Tại New York, mức lương này lên tới con số 76.410 đô la Mỹ một năm, một con số đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, lựa chọn đi học đại học chính quy hay là trường nghề thì vẫn còn gây ra nhiều tranh luận, nhưng chắc chắn rằng chúng ta biết những người thợ sửa ống nước có thể bị đánh giá thấp trí thông minh và những nỗ lực đã bỏ ra, cũng như cho rằng việc làm giàu từ công việc này là quá dễ dàng. Vậy con đường thực sự nếu bạn quyết định trở thành một thợ sửa ống nước, hay rộng hơn là đi học trường nghề, trải qua như thế nào? Quá trình làm nghề. Trường nghề cũng có những chi phí phải trả, và phải nói trước rằng đôi khi chúng còn cao hơn chi phí ở trường đại học công lập. Mức học phí của trường nghề thì khá rộng, có nơi đắt, nơi rẻ, nên nếu theo học thì bạn cũng phải xác định tâm lý kiên định với lựa chọn của mình. Bạn phải nghĩ về giáo dục như một khoản đầu tư, bởi suy cho cùng, điều đó sẽ khiến bạn mất tiền và thậm chí là phải vay nợ. Hiện nay có nhiều chương trình cho sinh viên vay học phí và trả dần sau khi tốt nghiệp. Với lãi suất ưu đãi, bạn hoàn toàn thì có thể tham khảo. Sau khi ra trường, bạn có thể đi làm nghề luôn và chắc chắn là tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Vì như đã nói, nhu cầu sửa chữa có ở tất cả mọi nơi, bất cứ khi nào. Và nhiều người có thêm đầu óc kinh doanh thì có thể trở thành những chủ doanh nghiệp sau một thời gian làm việc như một người thợ thực sự. Những trải nghiệm khi là một người thợ sửa ống nước. Trải nghiệm của Natalie Carroll, một cựu sinh viên điều dưỡng và hiện đang dạy một lớp về ống nước tại LaGuardia Community College, sẽ phần nào cho bạn được cái nhìn chi tiết hơn. Carroll ước tính cô đã chi khoảng 25.000 đô la Mỹ cho 2 năm học điều dưỡng, bao gồm học phí, sách vở và đi lại, trước khi cô không thể kham nổi khoản chi đó nữa, mặc dù cô rất yêu thích ngành y. Thay vào đó, Carroll trở thành một thợ sửa ống nước, làm việc đó suốt 4 năm liền với mức lương 40 đô la Mỹ một giờ. Và khi vừa nhìn thấy được cơ hội trở thành một giáo viên, cô không chần chừ gì mà nắm lấy nó. Và cô tự tin kể rằng, kể cả việc dạy học không suôn sẻ, rằng mình không có duyên đứng lớp, thì cô cũng chẳng ngần ngại quay về với công việc của một người thợ như trước đây. Rõ ràng, có rất nhiều lời hứa hẹn về công việc tương lai ổn định, lương cao với các sinh viên trường nghề. Bản thân Carol chứng kiến, rất nhiều sinh viên của mình vừa tốt nghiệp đã có được công việc với mức lương 15-24 đô la Mỹ một giờ, tùy thuộc vào người thuê, kỹ thuật và kinh nghiệm. Nhưng chắc chắn, mức lương sẽ chỉ tăng dần đều chứ không bao giờ giảm. Một điều đặc biệt nữa là nhiều học viên của Carol là những sinh viên bỏ giờ đại học, cựu quân nhân hay mọi tầng lớp trong xã hội, không có giới hạn nào cho những người muốn học nghề. Tính toán trước khi đưa ra quyết định. Trước khi đưa ra quyết định có nên học đại học hay không thì hãy tính đến chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt quá trình đó, cũng như việc sau khi ra trường bạn kiếm được bao nhiêu tiền để bù lại các khoản chi phí đã trả. Đừng để khoản nợ phải trả mỗi tháng chiếm đến 20-30% thu nhập hàng tháng sau này, vì nếu như thế thật thì bạn sẽ túng quẫn trong một thời gian không hề ngắn đâu. Có rất nhiều người trẻ ngày nay còn ngại các công việc tay chân vì nghĩ rằng như thế sẽ không thể xây dựng được nghiệp lớn. Nhưng thị trường việc làm thực sự cần rất nhiều nhân lực trong lĩnh vực này, và đây là nhóm công việc không bao giờ hết thời.
Khi trở thành một người thợ lành nghề, bạn có thể kiếm được tiền không thua kém và thậm chí là còn nhiều hơn so với một người học chuyên ngành. Nhưng về lâu dài, bạn sẽ không thể làm được những công việc tay chân này suốt và vì thế cũng hãy nghĩ đến tương lai xa hơn một chút để đưa ra quyết định chính xác nhé. Theo CNBC, Hoàng Lan theo Chí Đích Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.